Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nếu chiếm Chasovia, Nga sẽ gây sức ép với vành đai phòng thủ Ukraine. Việc chiếm được Chasovia cho phép quân đội Nga tiến hành các hoạt động tấn công tiếp theo nhằm vào các thành phố tạo thành vành đai phòng thủ quan trọng của Ukraine ở vùng Donetsk. Viện nghiên cứu ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định, lực lượng Nga đặt ra mối đe dọa thực sự trong việc chiếm giữ cho mặc dù họ có thể không thực hiện được điều đó một cách nhanh chóng. Một khi thành phố trên cao này thất thủ, sẽ mở ra cơ hội cho Nga phát triển mạnh mẽ về phía Tây, tới chuỗi các thành phố lớn và quan trọng bậc nhất trong vùng Donetsk. Các nhà phân tích quốc phòng ISW lưu ý, các hoạt động tấn công của Nga ở phía Tây Adipka có thể mang lại lợi thế về mặt chiến thuật, và chiến dịch tấn công nhằm giữ Chasovia mở ra triển vọng trước mắt cho quân đội Nga về những tiến bộ đáng kể lực lượng Nga ở khu vực Adipka vẫn cách mục tiêu then chốt của họ ở Porov khoảng 30 km và cách các ngôi làng tương đối lớn ở phía đông thành phố này khoảng 17 km. Ngay cả khi những bước tiến chiến thuật của Nga buộc lực lượng Ukraine phải rút lui về các vị trí xa hơn về phía Tây, thì những bước tiến hiện đại của Nga về phía Tây Bắc Adipka khó có thể trở nên ý nghĩa về mặt hoạt động trong thời gian tới. Áp lực của Nga đối với Chasovia là rất lớn. Quân đội Nga đang ở ngoài ô phía đông đã tăng cường nỗ lực chiếm thành phố này kể từ tháng 3. Các lực lượng Nga đã cố gắng chiếm càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi hỗ trợ an ninh của Mỹ đến tay Ukraine. Những vũ khí này sẽ cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ của Kiev trong những tuần tới và các chỉ huy quân sự Nga có thể đẩy mạnh các hoạt động tấn công về phía Tây Bắc Adipka vì khu vực này mang lại cơ hội lớn hơn để đạt được những thắng lợi chiến thuật nhanh chóng, bất chấp những lợi ích này không mấy đáng kể về mặt hoạt động. Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo của ISW. Thứ nhất, các lực lượng Nga đã ổn định được bước tiến nhỏ của họ về phía Tây Bắc Adipka và có thể đạt được những lợi thế chiến thuật hơn nữa, nhằm buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi các vị trí chiến thuật khác dọc theo chiến tuyến phía Tây thành phố để lùi về một tuyến được phòng thủ chặt chẽ hơn. Thứ hai, các hoạt động tấn công của Nga ở phía Tây Adipka nhằm khai thác các cơ hội để đạt được lợi thế chiến thuật, trong khi cuộc tấn công của Nga nhằm chiếm Chasovia mang lại lực lượng Nga những triển vọng trước mắt về những bước tiến có ý nghĩa về mặt hoạt động. Thứ ba, các quan chức Mỹ lo ngại viện trợ quân sự mới nhất dành cho Kiev có thể không đủ để giúp họ lấy lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Ngoài ra, viện trợ quân sự của Mỹ cũng chỉ là một phần những gì Ukraine cần lúc này. Nhưng bản thân Kiev đang nỗ lực giải quyết các nhu cầu chiến thuật khác, đang chú ý nhất là vấn đề nhân sự và mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng, MDB. Thứ tư, quân đội Nga được cho là đang triển khai UAV trong các khu vực quan trọng của tiền tuyến, đã được điều chỉnh để có khả năng chống lại khả năng tác chiến điện tử, EW của Ukraine tốt hơn có thể là trong nỗ lực khai thác khả năng công nghệ mới nhằm tận dụng khoảng thời gian có hạn trước khi hỗ trợ an ninh của Mỹ đến Ukraine. Thứ năm, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga tuyên bố mở một trường truyền thông ở Bakan để hỗ trợ cho những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trên không gian quốc tế. Thứ sáu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong bài phát biểu ngày 25 tháng 4 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tự lực của châu Âu đối với quốc phòng và chủ quyền của mình. Thứ bảy, Gần đây, lực lượng Ukraine đã có những bước tiến được xác nhận ở server và lực lượng Nga đang phát triển nhanh gần Adipka, cũng như biên giới hành chính vùng Donetsk và Zaporizhia. Thứ 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25 tháng 4 đã giải thích cho nỗ lực của Moscow nhằm quốc hữu hóa các doanh nghiệp Nga, trong đó có các nhà sản xuất thuộc ngành công nghiệp quốc phòng. Vành đai pháo đài miền đông Ukraine bị đe dọa Nga đang đạt được những bước tiến chiến thuật ở Tây Bắc Adipka, khiến vành đai pháo đài của Ukraine ở miền đông bị đe dọa. Business Insider ngày 29 tháng 4 dẫn nhận định của các nhà phân tích cho biết quân đội Nga dường như đang triển khai những bước tiến chiến thuật ngay phía Tây Bắc Adipka về phía vành đai pháo đài là chuỗi các thành phố Ukraine ở Tây Bắc Adipka, vùng Donetsk. Mặc dù vẫn còn xem liệu Bộ Chỉ huy Nga có tận dụng quân vào khu vực đó hay không, nhưng họ đang tạo tiền đề cho các hoạt động tấn công theo hướng này. Từ lâu, Nga được cho là đã nhắm tới kiểm soát bốn thành phố vành đai gồm Zukika, Koyantinika, Slovian và Karamatov. Với việc các lực lượng Nga tiếp tục củng cố ở các vị trí phía Tây Bắc Adipka, giờ đây họ có những lựa chọn mục tiêu cần theo đuổi. Ukraine đang nhiều lần cảnh báo Nga đang tìm cách kiểm soát Prop phía Tây Nam Bắc Mút. Tuy nhiên, theo một đánh giá mới từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, Nga có thể lựa chọn tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung quanh Chasovia, một thành phố gần Adipka. Nếu kiểm soát được thành phố này, Nga sẽ có một bàn đạp tiến hành các hoạt động tấn công gần hai trong số bốn thành phố lớn tạo thành vành đai pháo đài của Ukraine ở Donetsk. Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể quyết định rằng việc tiến lên phía Bắc dọc theo đường cao tốc H-20 sẽ cho phép lực lượng Nga tiến hành các hoạt động tấn công bổ sung tiếp theo từ phía Đông và phía Nam nhằm vào dìa phía Nam của vành đai pháo đài Ukraine ở Donetsk, các chuyên gia của ISW nhận định. Tuy nhiên, Nga không thể dễ dàng hay nhanh chóng đạt được mục tiêu này. Moscow dường như chưa quyết định ưu tiên về phía Tây tấn công biên giới tỉnh Donetsk thay vì tiến về phía Tây Bắc ra khỏi Adipka tới vành đai pháo đài. Theo ISW hiện tại, giới chức ukraine cho biết nga đã triển khai bốn lữ đoàn gần bằng sức mạnh chiến đấu của một sư đoàn được tăng cường ở phía tây bắc adipka để ổn định các khu vực của mặt trận và hỗ trợ các hoạt động thâm nhập mặc dù phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng và những bất lợi về tổng thể ukraine dường như đã làm chậm lại những bước tiến của nga gần adipka bằng lực lượng tiếp viện được tái lập trong khu vực Điều quan trọng với Ukraine hiện giờ là khi họ có thể nhận được gói viện trợ mới của Mỹ và các nước châu Âu và liệu chúng có đủ để giúp Kiev đẩy lùi cuộc tấn công mùa hè tiềm tàng của Moscow hay không. Trong một bài báo đăng trên tạp chí The House cuối tuần qua, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Jim Hepper nói rằng Ukraine cần thêm các gói viện trợ mới, tương tự các gói được đồng minh, đối tác phương Tây công bố tuần trước để giành chiến thắng trong cuộc chiến vì an ninh khắp khu vực châu Âu, Tây Đại Dương một sự bế tắc hay thất bại của Ukraine có nguy cơ kéo dài một cuộc chiến tranh lạnh mới kéo dài hàng thập kỷ và tiêu tốn hơn 3.000 tỷ USD, ông Hepper nói. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý, các gói viện trợ gần đây từ Mỹ và Anh sẽ không ngay lập tức giúp Ukraine giành ưu thế, tiến hành một cuộc tấn công mang lại chiến thắng nhanh chóng và trọn vẹn. Ông nói, Kỳ vọng của tôi với dòng hỗ trợ khổng lồ từ phương Tây, chúng ta sẽ thấy tiền tuyến ổn định và trong khi cuộc chiến diễn ra khốc liệt, tôi nghĩ là sẽ không có biến động lớn về tình trạng kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine trong năm nay. Theo ông, các lữ đoàn Ukraine cần được huấn luyện để có thể phối hợp hiệu quả với pháo binh, hỗ trợ trên không. Ông cũng tỏ ra nghi ngờ về việc lực lượng Ukraine có sẵn sàng hạ gục Nga vào năm 2025 hoặc thậm chí là năm 2026 hay không. Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây nối lại viện trợ cho Ukraine sau khoảng nửa năm bị đình trệ. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, nếu phương Tây không nhanh chóng viện trợ vũ khí, Kiev có thể thua trong cuộc chiến với Moscow. Theo các nhà phân tích, Nga có thể lợi dụng thời gian Kiev chờ viện trợ để tăng cường tấn công vào các lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Ukraine dùng tên lửa mồi nhữ thăm dò Nga chuẩn bị tấn công cầu Crimea. Kênh Telegram Riba cho rằng lực lượng Ukraine đang chuẩn bị tấn công cầu kết, nối bán đảo Crimea với đại lục Nga trước ngày 7 tháng 5 tới. Theo kênh Riba, trong tuần này, Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa mồi nhữ phóng từ trên không MALD thu nhỏ ADM-160 do Mỹ sản xuất trong tuần này để do tìm vị trí các hệ thống phòng không và radar Nga bố trí ở Crimea nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác vào bán đảo này. Cảnh báo đã vang lên nhiều lần ở các vùng lãnh thổ phía nam nước Nga do máy bay chiến thuật cất cánh hoặc do sự xuất hiện của các vật thể không xác định trên hệ thống phòng không. Lý do chính xác vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, theo quy luật, khi điều này xảy ra, nó có liên quan đến việc phóng tên lửa mồi nhữ và các trạm phòng không có thể đã phản ứng. Kênh Kriba cho biết trên Telegram. Kênh Kriba nhận định một cuộc tấn công vào cầu Krim có thể xảy ra trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 7 tháng 5. Mỹ không dư thừa lá chắn thép Patriot để chuyển cho Ukraine. Tại cuộc họp trực tuyến của nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine ngày 26 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu ít nhất 7 khẩu đội Patriot từ các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều nước cho hay họ không có tổ hợp Patriot dự phòng. Phát biểu với MSNBC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan, các hệ thống Patriot của Mỹ hiện đang được triển khai trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, để bảo vệ quân đội Mỹ. Nếu có thể giải phóng thêm các khẩu đội Patriot của mình, chúng tôi sẽ gửi chúng đi. Mặt khác, Mỹ đang làm rất nhiều trong việc cung cấp tên lửa các khẩu đội đó. Ông Sullivan nhấn mạnh thêm, chính phủ Mỹ đang làm việc liên tục để thúc đẩy EU, NATO và các đối tác khác chia sẻ khả năng phòng không với Ukraine. Nga tuyên bố cho nổ tung đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 4 tuyên bố phá hủy một đoàn tàu chở vũ khí của Ukraine bằng một cuộc tấn công hỗn hợp bao gồm cả không kích tên lửa và pháo kích. Một đoàn tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự của phương Tây đã bị tấn công tại khu vực định cư Udatnovye ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay Udatnovye nằm ở phía tây tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân nhân và thiết bị của lữ đoàn cơ giới số 67 của Ukraine cũng bị tấn công tại một trạm bốc hàng đường sắt ở khu vực Balakia, thuộc vùng Kharkov, đông bắc Ukraine. Nổ rung chuyển Kharkiv Thị trưởng Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cho biết đã xảy ra một loạt vụ nổ rung chuyển khu vực này vào đêm 26 tháng 4, rạng sáng 27 tháng 4. Kharkiv đang bị tấn công, đối phương đang bắn phá thành phố, đã có một số vụ nổ xảy ra, thị trưởng Ihor Terekov viết trên kênh Telegram hôm nay 27 tháng 4. Báo Vavda trích dẫn tuyên bố của không quân Ukraine cho hay, các máy bay chiến thuật của quân đội Nga đang tích cực oanh tạc ở miền Đông và miền Nam nước này. Nga đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine. Phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Astana, Thủ đô Kazakhstan hôm 26 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc Mỹ đứng sau cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine. Mỹ là nước tạo ra và đang cố tình kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine khi có các dấu hiệu về ý định giảm leo thang xung đột. Phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev, ông Shoigu nói. Đài RT dẫn lời ông Shoigu cảnh báo Ukraine không thể quản lý các khoản viện trợ hợp lý, làm tăng nguy cơ số tiền này có thể rơi vào tay các nhóm khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra sự can dự trực tiếp của NATO vào cuộc xung đột đang tiếp diễn ở nước láng giềng thông qua cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh sĩ cho Kiev, đưa các cố vấn quân sự và lính đánh thuê đến Ukraine. Ukraine phá hủy trực thăng Ka-32 của Nga ở sân bay Moscow. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine DEU tuyên bố đã tấn công phá hủy một trực thăng quân sự đa năng Ka-32 của Nga tại sân bay Ostavevo ở Moscow tối 26 tháng 4. Báo Rafda của Ukraine trích dẫn tuyên bố của DEU cho hay sân bay Ostavyevo thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Nga và đang được vận hành dưới sự hợp tác của hãng hàng không Razomavia. Trực thăng đa năng Ka-32 mới bị phá hủy từng được Nga sử dụng vì các lợi ích của Viện Hàng không Moscow, đặc biệt là để hỗ trợ các hoạt động của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trích hồng cáo của DEU. Cơ quan này không tiết lộ đã tổ chức vụ tấn công trên như thế nào có bao nhiêu người tham gia và họ gồm những ai. Phía Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về thông tin của DIU. .E Ukraine đang rút lui hàng loạt ở Abdiivka, kênh Military Summary nhận định mỗi ngày các đơn vị Nga đánh chiếm và giành quyền kiểm soát hết làng này đến làng khác. Tình hình ngày càng trở nên bắp bên khi lực lượng Kiev phải đối mặt với nguy cơ bị bao vây ở một số khu vực. Tại Abdiivka, từ Ocheretin, lực lượng Moscow phát triển ra nhiều hướng, quân Ukraine ở Bedichi và Semenivka đã bị thất thủ. Kênh Priba cho biết, trên hướng Abdiivka, lực lượng Moscow sau những trận giao tranh ác liệt đã chiếm hoàn toàn Semenovka với lá cờ Nga đã được cắm trên tòa nhà ở trung tâm ngôi làng. Đối phương cũng rút lui khỏi các vành đai rừng liền kề và rút lui về phía Tây, về phía Novoborovsky. Nga dùng dập pháo kích và ném bơm cho kênh Suri đưa tin, ở phía đông Chà sau 6 ngày chuẩn bị bằng hỏa lực bơm và pháo binh, quân đội Nga bắt đầu mở đợt tấn công mới ở trục này, đánh chiếm thành công các phần mới của núi Ba, ba nằm ở ngoại ô phía nam quận Canan UAV tấn công nhà máy lọc dầu Nga ở Kuban. TASS đưa tin, thống đốc vùng Krasnodar, ông Venin Amin Konratiev cho biết, Rạng sáng nay, 27 tháng 4, hàng chục UAV đã cố gắng tấn công một nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng ở Kuban. Theo ông Kronjatev, hơn 10 UAV đã bị đánh chặn ở các quận Slyansky, Sevesky và Kuchetsky. Quan chức này cũng cho biết các dịch vụ khẩn cấp đang dập tắt đám cháy do vụ tấn công bằng UAV gây ra. Sau đó, người đứng đầu quận Slyansky thuộc vùng Rasnoda nói thêm rằng tháp chân cất tại nhà máy lọc dầu Yuski đã bị hư hại trong một cuộc tấn công. MIG-31K, TU-95 Nga, ồ ạt phóng tên lửa, Ukraine báo động đỏ khắp cả nước sau khi phát hiện hàng loạt Tu-95 và MiG-31 Nga cất cánh, không quân Ukraine đã phát cảnh báo đỏ trên cả nước. Moscow tiến hành tập kích quy mô lớn sử dụng cả tên lửa siêu vượt âm Kinzon. Ràng sáng ngày 27 tháng 4, máy bay ném bơm Tu-95MS mang theo tên lửa hành trình đã cất cánh ở Nga, sau khi nhóm máy bay này thực hành phóng đạn và tất cả tên lửa đều ở trên không trong không vận Ukraine. Máy bay chiến đấu MiG-31K có thể mang tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 Kinzon đặt cất cánh ở Nga, phòng không Ukraine phát cảnh báo đỏ trên khắp cả nước. Không quân Ukraine thông báo hoạt động của Tu-95MS số lượng đang được xác định đã được ghi nhận từ sân bay Olenya, vùng Murmansk, bay theo hướng đông nam. Trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa và các vụ phóng tên lửa hành trình, chúng tôi sẽ thông báo thêm cho bạn. Vào lúc 3 giờ 45 theo giờ địa phương, cảnh báo không kích đã được công bố ở một số khu vực. Sau đó, từ 3 giờ 52 phút đến 4 giờ 59 phút, không quân Ukraine báo cáo sự xuất hiện của một số tên lửa ở khu vực Chernigov, Kiev rồi lan sang phía Tây. Lần lượt các vùng Zhytomyr, Sumy, Nefrobestrov, Kharkov, Zaporizhia, Kherson, Krivogrod bắt đầu bật cảnh báo không kích. Lúc 5 giờ 11 phút, tiêm kích MiG-31K cất cánh từ sân bay Salas lega thuộc vùng Nizhny Novgorod của Nga. Lúc 5 giờ 24 phút, một tên lửa hành trình ở phía bắc vùng Ternopil đang bay theo hướng Tây. Lúc 5 giờ 31 phút, mục tiêu tốc độ cao xuyên qua vùng Zitomir theo hướng Tây Nam. Sau đó 3 phút, tiếp tục có một tên lửa siêu vực âm Kinzon khác bay qua vùng Zitomir theo hướng Tây Nam. Lúc 6 giờ 2 phút, cảnh báo không kích vẫn liên tiếp vang lên, mối đe dọa tên lửa đã được ban bố ở các khu vực phía đông nam lần thứ ba chỉ trong một đêm. Người đứng đầu vùng Kherson do Ukraine kiểm soát, ông Roman Mokko, cho biết một số vụ nổ đã được nghe thấy ở Kherson, vùng ven biển của thành phố đang bị cháy, đối phương đang tấn công từ tả ngạn do Moscow kiểm soát. Lúc 6 giờ 48 phút, chuông báo động lại tiếp tục vang lên. Trước đó, trong đêm qua 26 tháng 4, Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine. Báo động không kích trên khắp cả nước đã được ban bố liên tục từ 22 giờ 53 phút đến 23 giờ 59 phút, tình hình mới tạm yên ắng. Tuy nhiên, rạng sáng nay, lực lượng Moscow lại mở những đợt tấn công mới, sử dụng cả tên lửa sư vượt âm Kinzon. Mỗi khi MiG-31K của Nga cất cánh, dù có phóng Kinzon hay không cũng khiến Ukraine lo lắng, buộc phải phát cảnh báo đỏ trên cả nước. Tên lửa siêu vượt âm Kinzon có khả năng tàn hình không chỉ nhờ vận tốc siêu vượt âm tạo ra cái kén plasma trung hòa về điện, khiến các biện pháp theo dõi và giám sát bằng radar vô hiệu, mà nó còn mang nhiều mồi bẫy giả, gây khó khăn cho việc phát hiện ra tên lửa trong màn nhiễu. Yếu tố duy nhất khiến tên lửa bộc lộ chính là sự ma sát với không khí đậm đặc ở tầng thấp của khí quyển, khiến lớp vỏ của tên lửa dần bay hơi. Lớp vụ này khiến tên lửa chối sáng trên bầu trời giống như một ngôi sao băng và tỏa nhiều nhiệt. Tuy nhiên, với chỉ vài phút khi tên lửa đã đạt tốc độ siêu vượt âm để lao tới mục tiêu, việc phát hiện và lên phương án đối phó với Kinzon gần như không thể ở thời điểm hiện tại. Bất chấp những đặc tính ưu việt này, Mikola Omechut, tư lệnh không quân Ukraine tiết lộ, trong vòng 2 năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt, các đơn vị quân sự của Kiev đã phá hủy 1.905 tên lửa của Nga, trong đó có 25 tên lửa siêu vượt âm Kinzon Chưa rõ thông tin chi tiết và hậu quả của vụ tấn công cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo